sống là mẹ đơn thân thế nào? Thì thực sự anh biết rằng cuộc sống của mẹ đơn thân không có sung sướng gì đâu. Con mình sao? dạ em xin lỗi em. Không sao đâu em, không vấn đề gì cả. Ban đầu em không nghĩ là em có thể vượt qua tất cả để em nuôi con, nhưng mà khi mà em nuôi á thì tự dưng trong con người em nó có một cái gì đó nó mạnh mẽ lắm, em không thể nói ra được. Bây giờ chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến hai MC, đó là chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Hạnh. Em năm nay là 36 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh mở shop mẹ và bé. Em là mẹ đơn thân ạ. Rồi. Mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh chào em và chào Ngọc Lan, bạn gái bên kia, và chào quý khán giả. Dạ, chào anh. Mình là Đặng Ngô Hoàng, sinh năm 1982, quê ở Nghệ An. Mình hiện tại là làm điều hành mỏ đá núi Nưa ở Long Khánh, Đồng Nai. Hoàng là ở Đồng Nai chỗ nào? Dạ em ở Dầu Giây luôn ạ. Rồi mình ở đó với ai? Em hiện tại là em thuê một nhà ở khu thị trấn để em kinh doanh về mạng in ấn mà làm kèm thôi, còn công việc chính của mình là điều hành mỏ đá núi Nưa. Em ở đó một mình luôn. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm nhà gái là gì? Em ưu điểm của em là em thiên về gia đình á, em nấu ăn ngon. Cái ưu điểm của em đó là em thích thể thao á chị. Thể thao như là tập gym hay là đánh bóng chuyền. Một ngày bạn dành thời gian cho thể thao là bao nhiêu tiếng? Em dành được khoảng 2 tiếng. Nhiều quá Dạ cũng yoga, gym là hai môn thể thao là vậy em là thích tốt nhất. rồi đó. Khuyết điểm của em là hơi thẳng tính á chị. Là hơi nóng tính xíu ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Em thì Dạ chào là anh. vâng khuyết đấy là hay bộc lộ cái cảm giác qua qua thư, do cái môi trường làm việc và do cái suy nghĩ nhiều, những cái mình không làm được là mình ức chế, mình không ức chế thì mình sẽ bộc lộ qua thư, mà bộc lộ qua thư thì là sẽ bị ảnh hưởng vào cái, vì vị trí quản lý là nó yêu cầu cái tâm và cái sự cứng cứng rắn trong trong vấn đề xử lý, bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài là xem như mình là người yếu đuối. Nhưng mà thí dụ mình gặp người thẳng thắn mà nóng tính nữa, người ta nói thẳng mình là mình dở quá, xong rồi ta nóng tính nên ta cự mình luôn, thì lúc em xử lý thế nào? Mình cự trị bằng lời nói, bằng hành động thể hiện rằng là cái sự thiện chí của mình để giải Dạ. quyết việc đó. Thật ra thì anh này anh hiền, Dạ hiền anh á. có thể chịu đựng được. Có khi nào mình bị thiệt thòi không anh? Nếu mà về thiệt thòi ấy, thì chỉ có là những cái người nào gây gây sự mới là thiệt thòi thôi, còn người không gây sự không như thiệt thòi. Đúng rồi. Hay quá. Đây cũng là một trong những cái kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp. Tình duyên của mình sao anh? Kết hôn năm 2007. À dạ. Nó là con mình là một đứa lớn là lớp 10, gái nhỏ lớp 6. Là mình ly hôn năm 2016. Là tới bây giờ là 7 năm rồi. Dạ. Mình hiện tại mình đang nuôi hai con. Hai con đang ở Nghệ An ngoài ông nội. Còn mình là vào Đồng Nai, là mới vào từ năm 2017, là vào được 5 năm. À, tức hai con nhà bà nội nuôi. Dạ, ông nội. Ông nội nuôi. Mẹ mẹ mất 16 năm rồi. Bây giờ thí dụ giờ em phải lo cho hai đứa nhỏ nè. Bây giờ thí dụ như em có vợ thì em lo đủ hay không, hay như thế nào đó? Bây giờ em lo cho vợ hay là lo cho con mình? Hiện tại thì em vào đây là mục đích của em là cũng để ổn định một công việc trong này. Thì con sẽ vào học trong Sài Gòn. Thì em sẽ mua một chung cư nếu có vợ trong này, để em có nơi gọi là cái tài sản của mình. Nói như vậy để cho nhà gái hiểu hơn. Chào em gái. Dạ, em Bây chào giờ em em. nghe nhà trai chia sẻ thì em cảm giác một người thế nào? Em cảm giác anh ấy là một người cũng có xu hướng thiên về gia đình như em. Thì cũng hai bên cũng đã qua một lần đổ vỡ và cũng có những đứa con ngoan như thế, thì em nghĩ là nếu như mà mình có duyên mà đến với nhau á thì em nghĩ là anh ấy và em sẽ bổ trợ trợ tốt cho nhau ạ. Thì quan Anh trọng là cái tình cảm chân có thành thôi. một cái kế hoạch rất là rõ ràng luôn ha. Em thì cuộc sống mẹ đơn thân thế nào? Thì thực sự Anh biết rằng cuộc sống của mẹ đơn thân không có sung sướng gì đâu. Con mình sao? dạ em xin lỗi em. Không sao đâu em, không vấn đề gì cả.
ban đầu em không nghĩ là em có thể vượt qua tất cả để em nuôi con. Nhưng mà khi mà em nuôi á, thì tự dưng trong con người em nó có một cái gì đó nó mạnh mẽ lắm, em không thể nói ra được. Chị đang hơi quan ngại là anh chàng bên này có thể là hơi khó tánh đó. Tại vì nuôi con một mình được tính toán tất cả mọi cái vậy là có không anh? Không khó không? Nếu mà về tính cách á, suy nghĩ để nói thế nào, nhưng mà mình rất khổ tâm. Khổ tâm thứ nhất là đời mình sướng, nhưng mà đời con mình khổ. Mình thấy con mình thua mình nhiều quá nên mình khổ tâm thôi. Nhiều lúc nó thật sự là cả đêm không ngủ, rất nhiều đêm không ngủ. Đã gọi là phụ lòng với ông bà rồi, tức là bố mẹ mình rồi. Bây giờ tới đời con mình mà mình không chăm được tốt thì là mình thua. Bây giờ nói hỏi để hai bên nghe hiểu hơn nhau nhiều hơn ha. Dạ. Bây giờ thì em mong muốn người phụ nữ thế nào? Cái người vợ thứ nhất thì là tính nói dối, sau ly hôn thì em còn sợ nhiều tính nữa, cho nên em chỉ mong muốn một người vợ của em là có một tính truyền thống chỗ là cam khổ, tôn trọng em này, tôn trọng kích thước vì em là nhà con này, tôn trọng kích thước và tôn trọng cái hoàn cảnh, tôn trọng hoàn cảnh tức là bố đơn thân. Anh nói nhưng mà nhiều khi dùng cái từ nó chưa đúng, giống như tôi không phải không đúng mà anh dùng từ rất là dễ thương. Tôi muốn một người phụ nữ cam chịu cam khổ là không được. Phụ họ có thể giải phóng chính mình, đồng cam cộng khổ với đồng anh cam, được cộng khổ thì mới đúng. Dạ đó. Dạ có đi người thân đi với em không? Em có đi với em gái em ạ. Em gái hả? Dạ em xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và dạ, tất cả em. Mọi người ạ. Em là em chồng của chị Hạnh. Ngày hôm nay lần đầu tiên mà em mới thấy chị em rơi nước mắt, thì cái điều đó làm cho em rất là xúc động. Tại vì thật sự em là người xúi chị em tham gia chương trình này. Dạ. Thì thật sự là chị em ở nhà là một người rất là mạnh mẽ, vui tính và rất là kỹ tính. Thì chị em rất là chịu khó. Em nghĩ là rất là phù hợp với lại cái mong đợi của anh. Dạ. Và chị em thì dáng người cũng rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Dạ. Thì em nghĩ lại rất phù hợp với anh bên đây luôn. Em thấy anh là người rất là điềm tĩnh, có cái sự sâu sắc và có cái cách giao tiếp có thể phù hợp với cái tính mà hơi nóng tính và thẳng tính của chị em. Em hy vọng rằng cái nhân duyên này nó sẽ kéo dài lâu, và em nghĩ là anh chị rất là phù hợp và có thể bổ trợ cho nhau. Em ơi, em là em chồng. Em là em chồng của chị hay là chị là chị chồng của em? Chị là chị chồng của em. Trời ơi nghe anh... Dạ em hơi bị run, hơi bị liệu xíu. Rồi cảm ơn những chia sẻ của em. Rồi anh đi với ai? Nhà mình đi với chú ruột. Xin chào chương trình, xin chào Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Tôi là chú ruột của cháu Hoàng. Cháu Hoàng là thật tính, cháu ít nói lắm, người không hiểu được là hay chấp. Chú thấy là cô bên này là hoàn cảnh là hình thức thì cũng tạm được này, rồi là hoàn cảnh giống nhau, rồi hai về bên là hai bố tử như nhau chứ, thì là chú thấy cũng được, rồi cho nhau một cơ hội, thế thôi, xin hết. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ thì cho gặp nhau thôi. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi em. Anh chào Hạnh. Anh chào. Đây là những sản phẩm anh làm tặng em, và đặc biệt là bộ áo đôi. Mặc luôn nhỉ? Dạ. Mặc luôn đi. Được không? Khoan, từ từ. Mình không dám can thiệp vô. Hình ảnh mặc áo cho nhau nó dễ thương lắm á. Đây là đôi có cái nhịp tim chung. Dễ thương quá. Em tặng anh chai nước hoa. Dạ, như là một cái món quà để anh nhớ tới cái mùi hương của nó. Cũng giống như là những cái nhớ tới em, nhớ những cái tình cảm chân thành nhất. Mình tặng. Vì từ trước thì anh cũng chưa dùng nước hoa đâu. Thời gian rảnh rỗi anh thường làm gì ạ? Hơn một năm nay anh không có thời gian rỗi. Bởi vì một ngày anh phải online tới 4 hôm rồi. Online học ạ. Em biết công việc anh rất bận như thế, thì anh có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc được không ạ? Thực sự là thời gian đi làm là nhẹ nhất. Còn thời gian ở nhà sắp xếp được là hình thức thế này này. Cái thời gian làm thì lấy hàng thì anh chạy, ví dụ lên Sài Gòn hoặc lên Biên Hòa. Em thấy nhà trai bên đây thì sao? Em thấy anh ấy siêng năng chăm chỉ đấy. Có ý chí nữa. Anh có tố chất để sau này là tương lai đó. Em cần sự chăm sóc, chia sẻ gì từ nhà trai chúng tôi? Em chỉ mong là anh ấy là quan tâm và thấu hiểu, chia sẻ mọi thứ trong gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho em.
Em có tin rằng nhà trai tôi sẽ làm được? Em tin là anh sẽ làm được. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, bây giờ anh như vậy. Nào, chúng ta đến gần nhau chút xíu. Anh nghĩ rằng hai người đều chung một cái số phận hết. Giống như chú nói này đó, mỗi người cũng có một cái nỗi đau riêng. À, không, đẹp. Bây giờ chúng ta hãy quên đi những cái điều đó. Anh thấy em thế nào là mong muốn người gì ạ? Em thấy cô ấy là người thế nào? Nói đi em. Có tiền không? Anh cảm ơn anh. Anh nói thật sự là anh cũng nói hồi nãy, điểm yếu và điểm mạnh của anh hay làm thơ lắm. Dạ. Anh xin tặng em bài thơ. Dạ vâng. Anh làm thơ con cóc, nói hết góc trái tim, 3/4 anh sống, còn một góc đau em. Dạ quá. Anh làm lâu chưa ạ? Hay là mới làm ạ? Mới. À, mới làm. Thực sự thì con người của anh nó còn nhiều cái để làm, nhưng mà cái cơm áo gạo tiền áp lực quá, nó không còn cái khoảng thời gian, cũng không còn sức khỏe để mình làm những việc khác. Nếu như vậy thì anh có chấp được nhận được những cái ưu nhược điểm của em không? Nếu mà mình có duyên mà mình đến với nhau á. Cái đó là cách ứng xử của những con người với nhau, đã có tình cảm, đã tôn trọng nhau rồi thì nó sẽ có những cái cách ứng xử để diện, để hòa giải được tất cả về mâu thuẫn. Em mong cái lời nói của anh cũng khác với cái hành động của anh như thế. Nếu chúng ta cảm giác đây có thể là một nửa của mình thì bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không còn thời gian nữa, không cần bấm. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Không bấm hả? Không bấm chậm. Sao bấm chậm thế? Nào. Sợ em bấm chậm. Không sao đâu. Bấm chậm. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc các bạn hạnh phúc. Thân thân. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, cũng như là chào các vị khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này, cũng như là bên cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm hướng dẫn viên. Rồi, còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia và chào khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thùy Trang. Năm nay con 23 tuổi. Con hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang là giáo viên. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa, thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi, thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của con là hơi bị rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể. Con có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không? Cả nể đây tức là trong công việc á, dù là mình bận thật nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức. Rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai, rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao? Cái phần đấy cũng gọi là cái hạn chế của mình, thì con cũng cố gắng là sẽ khắc phục. Đường tình duyên của Khanh thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Đường tình duyên mà lâu nhất á, là em quen từ cái bạn đó, từ cái lúc mà bạn đó học 12. Em mới học đại học, quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạ, ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay. Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm, đó là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen. Đúng rồi, dạ. Thì từ đó là mình chia tay luôn. Thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần, như ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp. Chủ yếu là đang trốn nhau á. Ngay tránh luôn. Tránh luôn, dạ đúng rồi. Đó, đôi khi một chút nông nổi, một chút bồng bột, một chút bức xúc, dạ, mà mình không rồi. Có kiềm chế đó. Dạ. Mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu. Tạm thời thì bớt ghen hết, với lại bớt nóng tính rồi. Chứ còn cái kiểu đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chứ không có ai quen được đâu. Chính xác là như dạ. Vậy còn có một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng gần một năm, thì cái đó cũng chưa gọi bằng tình yêu thật, tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Và tới hiện tại bây giờ em cũng không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa. Tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn.
Chắc do dịch quá. Tại vì cũng đang có quen còn con cháu 6-7 tháng thôi, cũng chưa về nhà, cho nên là không có đi kiếm nhà được. Rồi, còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào? Con có một mối tình thời sinh viên. Mối tình này kéo dài gần 3 năm. Do khoảng cách địa lý nên là chia tay ạ. Xa mặt cách lòng á ha? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể chia sẻ cho nhà trai biết không? Mẫu người bạn trai lý tưởng là cao khoảng 1m65 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn. Còn về tính cách thì chung thủy. Chung thủy là con đặt lên hàng đầu. Chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Rồi bây giờ về ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho. Còn có chung thủy hay không thì không biết nha. Dạ chào nhà trai. Dạ. Mét nhiêu? Lúc trước đi đo ở bệnh viện là 1m68. Lúc trước đo là 1m68 mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi không tự tin, bộ nó thung lại hay gì vậy? Không, cũng có nhiều khi đo nó không có chính xác. Có nhiều khi thì đo 1m68, có nhiều khi lại đo lại nó thấp hơn một xíu. Đúng rồi, có thước là 1m68, nhưng có thước là 67. Đúng rồi dạ. Có thước 66, thậm chí có thước 69 nữa. Tùy theo thước. Sao nó kỳ vậy? Sao nó... Nó còn thiếu mà. Nó biên độ nó rộng quá vậy? Rộng lắm. Thôi, nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên đó rồi. Là hơn 1m65 là được rồi. Rồi mặt mũi sáng sủa. Đó. Dễ nhìn mà. Dễ nhìn, dễ thương. Được. Hợp lý rồi, bây giờ cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là như thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m65. Gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn. Chỉ biết nấu ăn. Tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi. Rồi. Đủ. Đủ rồi đúng không? Xin lỗi nha, nhà gái là hơi bị dư luôn á. Bây giờ mình đi về nè. Nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ. Được rồi, để qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha. Dạ con chào chú. Chào con, trời dạ. Ơi, baby quá hả? Con định bao giờ kết hôn? Dạ con định là khoảng từ 1 đến 2 năm. Hoặc là có thể tiến tới nhanh hơn nữa. Tùy theo cái mức độ tình cảm của hai người. Cái điều gì mà không thích đàn ông không? Con không thích đàn ông là nói nhiều mà làm ít á. Dạ với không chủ động. Mình có nói nhiều làm ít, mình có không chủ động không? Dạ thường thì em là nói đi đôi với làm. Hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói. Bên đó thấy có một cái nó hơi lấn cấn, đó là cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó. Không sao đâu. Đó cũng là một cái thuận lợi, đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên của mình đi theo mình chơi luôn. Cũng đang tìm một cái người mà đi cùng em đi phượt đó. Đó. Em cũng rất thích là đi phượt nha. Ừ, thuận lợi, anh ấy biết nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha. Có thể anh ấy làm việc mình theo, mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn. Rồi mình trải nghiệm luôn. Hợp lý. Hợp lý chứ, mình cho gặp người thân đi, hỏi ý kiến coi sao. Giờ bạn nữ đi với ai nè? Dạ, con đi với mẹ với dì ạ. Dạ, Ngọc Lan xin được chào nhà gái. Rất vui chào đón mẹ với dì bên nhà gái có mặt ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào MC Ngọc Lan. Bé Trang ấy là một người sống rất là tự lập. Thì với công việc thì bé Trang rất là nhiệt tình. Dạ, anh cháu trai bên này thì dì nhìn thấy thì cũng rất là ổn. Thì đến đây mình cũng đã có một cái cơ duyên rồi. Cũng mong cho hai cháu có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi. Cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi tới có một mình thôi. Trong mùa dịch này thì hạn chế, thành ra gia đình cũng ít có xuất hiện ha. Dạ, đúng. Được rồi, hôm nay thì sẽ có mọi người đây ủng hộ, chia sẻ. Anh Quỳnh Linh thấy rằng cô bé bên kia đó, một cô gái thì còn trẻ tuổi nhưng mà rất chín chắn ha, rất nghiêm túc, rất thật. Nữ công gia chánh thì cũng rất là tốt luôn. Yeah. Thì tùy Khanh quyết định hai khi hai bạn gặp mặt nha. Dạ rồi. Thôi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Khanh. Thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì, cho nên là có một cuốn món quà nhỏ thôi. Mong em nhận nha. Em cũng tặng anh một chút quà do em làm. Dạ. Thì bức tranh này thì là bức tranh đính đá do tự tay em làm. Và trên bức tranh này là có đồng hồ và hoa tulip. Thì đồng hồ là minh chứng cho cái thời gian tình cảm của anh với em. Còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu.
em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này. Rồi để cái quà đây, mình mở cái quà bạn trai tặng coi. Ok, đẹp quá, quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á, cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son. Hy vọng rằng tại vì em thấy anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình. Dạ. Cũng mong rằng mình cái tình cảm của mình cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi. Dạ em rất là cảm ơn món quà của anh. Rồi. Dạ. Rồi, mình về vị trí ngồi đi các bạn. Đứng trước mọi người để em nói chuyện được, nhưng mà gặp bạn nữ khó nói quá. Tốt nhiên như du lịch mà. Nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối. Nó hơi khó, đúng dạ bối rối, khó nói chuyện. Dạ vậy thì cho em hỏi trước, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ? Thì nhìn em xinh. Tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không? Được khoảng là 80%. Tại đó thì em thấy là rất là tốt, ổn rồi. Quan điểm tình yêu của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm. Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng dạng kiểu cũng biết lắng nghe. Nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá thì nó hay mất lý trí lắm. Có nhiều khi mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa. Thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn, chứ không phải là hết hẳn. Không, cái này nói luôn nha, tôi nói thay cho bạn nữ luôn, đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào. Bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả. Chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu. Đúng đó Thanh, là đàn ông á đôi khi cũng có những cái sai lầm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng, không phải, và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng á, thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi. Theo cảm nhận của con á, là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mới được. Chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được. Tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được, khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được, nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được, đúng không? Đúng đó, chị Lan nói câu này rất là hay. Thật ra thì rút kinh nghiệm là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế. Nhưng khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá. Đúng, mình có những nghĩ như thế. Tự trách và bản thân mình tự trách mình xấu hổ và mình nói không được, không được, không được, không được. Những lúc mà nóng quá đó mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm cái gì đó. Dạ thì em tại em cũng có làm theo cái cách đó, nhiều khi mà cảm thấy nóng quá hoặc là khách hàng nó áp bức mình quá, bắt đầu mình bỏ đi. Biết nhận là tốt rồi. Rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình từ thời gian làm việc này cho tới cái tính tình của mình. Đó, cho nên đó là một cái điều rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn. Tiến tới bạn gái, nắm tay bạn gái nào, nhìn mắt bạn gái hát nó tình cảm chút xíu nào. Vậy em hát không được. Đừng có ngại gì chứ, nào tiến tới nào nhút nhát gì, hơi nhát gái chút xíu. Rồi thì có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ngắm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội được. Dạ được rồi. Trời ơi, đang phiêu luôn. Cứ nắm tay như thế. Dạ đến đây thì em cũng xin đọc 4 câu thơ để tặng anh trong cái bài thơ Sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Trời, cứ mặc sóng mặc gió, chúng ta cứ yêu nhau thôi. Giống như tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu. Nắm tay, cứ nắm tay. Khanh cứ nhìn bạn gái, nói tất cả những suy nghĩ của mình, những cái gì mà nãy giờ mình nghĩ trong lòng đó. Thì cũng mong là mình có một cái tình cảm nó tốt đẹp, cũng như là lâu dài. Cũng đã lớn rồi, chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa. Thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa. Thì nếu mà đồng ý thì
sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái tình cảm của mình. Thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội, nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để chúng ta có thể, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè, sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm. Nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. 1 2 3. Bạn trai rất là quyết liệt nha. Khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Thấy chưa, một chút bối rối nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng và đập rất nhanh. Hãy nắm tay thật chặt. Hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Dạ thì chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây con gặp em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin, con xin được bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì con hứa là con chăm sóc em, cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok, hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Và bây giờ thì chúng giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh, năm nay em 31 tuổi, quê của em ở An Giang. Em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở Bình Dương. Em làm Bình Dương làm gì vậy cưng? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng, quê ở An Giang nhưng mà làm việc ở Bình Dương. Dạ. Vậy hả, nhân viên văn phòng, 31 tuổi. Dạ. Tên gì quên nữa rồi? Nguyễn Thị Tú Trinh. Tú Trinh. Rồi, mời đàn trai. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Rồi, chào em. Dạ, chào chị ngồi, Hồng ngồi Vân. Đi em, ngồi xuống. Cứ đi ngồi đi cưng, ngồi xuống. Chào bạn nữ bên kia, chào đại diện hai bên gia đình và chào tất cả quý khán giả. Em tên đầy đủ là Phạm Văn Sinh, 34 tuổi và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Còn gia đình bố mẹ em thì ở Xuân Lộc, Đồng Nai ạ. Sinh đang làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ là dạ. Bán thuốc đó ha? Dạ, em đang làm một công ty sản xuất dược phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. À, rồi. Sinh 31 tuổi, dạ. Trinh 31 tuổi, Sinh là 34 tuổi. Dạ đúng. Bạn Trinh là ở đâu nha? Dạ, em ở An Giang. Ở đâu? An Giang. An em Giang. Đang làm việc ở đâu? Bây giờ đang làm việc với An Giang dạ, luôn. Dạ, không, em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bình Dương, nói cho bên đàn trai nghe. Dạ. Bình Dương là ở huyện nào em? Dạ em ở Tân Uyên, Bình Dương. Tân Uyên. Dạ. Còn Sinh là ở đâu? Dạ em ở Biên Hòa. Biên Hòa. Dạ. À. Chỗ em qua Tân Uyên thì cũng gần. Vậy là cũng gần. Dạ. Thôi. Rồi mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cơ. Dạ điểm mạnh của em là em dễ thông cảm với người khác, em chịu khó và hay giúp đỡ người khác. Nhưng mà điểm yếu của em là rất là dễ tin người nên dễ bị dụ. Dạ. Dễ bị dụ. Bị dụ dạ. Nhiều chưa? Những cái chuyện nhỏ nhặt như người ta nói, người ta dụ mình mà em không biết, em tưởng thiệt đó. Thành ra nó làm nhiều cái đó lạ lạ người ta. Rồi, có cái tật xấu gì không? Mình có tật xấu gì không? Có nóng tính hay là dạ, có... Dạ có, em thì hơi nóng tính. Nhưng nói với em thì chỉ nói một lần thôi, chứ đừng có nói nhiều quá em hơi bực mình. Rồi. Rồi mời em trai. Dạ. Em nói cho mình gái biết dạ, là ưu điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em á thì em sống tự lập và có thể là nấu ăn được. Nấu ăn được. Dạ. Và em thích học hỏi, với lại em biết quan tâm với mọi người xung quanh, hơi tâm lý một chút. À. Với lại em có thể hát cũng được ạ. Hát cũng được. Dạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm là tại em cũng cái tật em cũng ít nói chuyện, với lại em ít cái biểu hiện cái tình cảm ra bên ngoài. Và có một số bạn thì ví dụ với tiếp xúc em lần đầu thì có vẻ như em rất là lạnh lùng này kia. Nhưng mà khi mà nói chuyện quen thì người ta mới thấy bạn rất là thân, rất là dễ gần. Em có mấy mối tình rồi Sinh? Dạ. Dạ em trải qua 2 mối tình. À, Trinh 2 mối tình hả? Dạ. Mình bên đây là Trinh đó, bển là Sinh. Sinh. Dạ. Nãy cùng là mấy anh Linh anh hỏi Sinh hay là Trinh? Trinh, em nghe hỏi bên Trinh. Bên kia hả? Là Trinh, bên đây là Sinh, rồi dạ. Kế bên là Linh. Linh chết tình con anh. Dần in á. Rồi bây giờ thôi bên đó nói luôn đi, bên đó có mấy mối tình rồi, mình dạ, kể sao. Em thì đã trải qua 2 mối tình chính thức ạ. 2 mối. Dạ, mối tình đầu tiên là thời đi học và mối tình thứ hai thì là cũng cách đây khoảng 3 năm.
thì quen nhau khoảng là gần một năm thì tụi em cảm thấy là mình không có tiến xa hơn nữa, nên tốt nhất là mình dừng lại để cho mỗi người thì có một cái lựa chọn và một con đường đi riêng. Rồi à, từ đó tới giờ bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng gần 2 năm mấy gần 3 năm. Hai mấy gần 3 năm. Dạ. Mời đàn gái. Dạ em cũng trải qua 2 mối tình. Mối tình của em là từ lúc em học lớp 9. Rồi em quen xong rồi bạn đó nghỉ học nhưng mà em vẫn học. Rồi em quen xong bạn đó muốn tiến tới hôn nhân thì em cảm thấy là nó không có đủ tình cảm để đi đến hôn nhân. Là thôi, dạ, là thôi. Cái mối tình học sinh đúng dạ, không? Dạ. Còn mối tình thứ hai của em thì bạn nam đó hơi thấp hơn em. Cho nên lùng hơn đó phải không? Dạ đúng rồi. Lùng hơn. Dạ. Ừ. Với lại em cảm thấy nó không hợp trong tính cách nữa. Cho nên em không đi đến hôn nhân. Là quen nhau bao lâu? Dạ 3 tháng à, chứ quen 3 tháng. Có 3 tháng thôi à? Dạ. Em cảm thấy nó không có để đi lâu dài nữa. Nó đã như vậy rồi thì cho dù mình quen bao lâu nó cũng như vậy. Cho nên như vậy là trong bao lâu rồi em đã chia tay bạn đó bao lâu? Cũng 5-6 năm rồi chị. 5-6 năm rồi. Dạ. Mà 5-6 năm rồi chưa có một mối tình nào khác nữa. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy như mọi người, ví dụ như ở mức độ bạn bè với là em trong 5-6 năm này em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Dạ. Đó. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh. Bây giờ mình bỏ qua những cái cũ đi ha. Dạ. Mình làm lại. Dạ. Mình tìm một mối tình mới và xem như đó là một mối tình có thể là cả cuộc đời luôn. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn thứ nhất là nếu như nói về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em. Ừ. Còn nói về tính cách thì chỉ cần bạn đó không có gia trưởng, không có tính toán, không có nói nhiều là được. Còn, không tính toán, không nói nhiều. Dạ. Còn nếu về tật xấu thì em cảm thấy là tất cả mọi người, bạn nam nói chung là ai cũng có hết. Nhưng mà em nghĩ là ở mức độ điểm dừng, biết điểm dừng, nó vừa phải là được. Chứ không thể nào bắt buộc một con người hoàn hảo được. Bởi vì bản thân mình cũng không hoàn hảo, không ai có thể hoàn hảo. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu thì mới là hơn em? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi. Em nghĩ là bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên. 67 đổ lên. Dạ, em cao 1m72 chị Vân ơi. 72. Rồi, dạ được. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? Dạ, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia à, thì em có thể là em sẽ được 70-80%. 70-80 rồi đó. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Anh chỉ làm chứ, những món ăn đơn giản thôi. Chứ em nấu ăn là tệ lắm. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Ừ, cũng được em. Cũng được ha. Dạ. Thôi, mời nhà gái xem mắt nhà trai. Là mình sẽ làm phần sơ chế, còn bên đó là cái người mà... Chào em. Dạ, chào chị. Chàng trai 1m72. Dạ. Rồi vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Dạ, em mong muốn cái người bạn nữ của em muốn tìm á thì là một người phụ nữ biết chia sẻ, biết quan tâm, và đặc biệt em cần một điều là cái đạo đức. Bởi vì nếu mà sự lễ phép và cái đạo đức thì em nghĩ nó quan trọng hơn. Với lại nếu như gia đình bạn nữ không có theo đạo Thiên Chúa thì tốt nhất á. Dạ. Em có đạo không? À, rồi vậy là yên tâm rồi đó. Còn về ngoại hình thì chắc chắn là em vừa mới nghe bạn nói là 1m65 là coi như dạ, chiều cao là ngon rồi đúng không? Dạ. Ừ. Rồi bây giờ em có mong muốn bạn của em có một, tức là em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ. Hình mẫu thì mặt phải đẹp như thế nào? Em hay không là có giống ai không? Dạ, em không có quan trọng về cái ngoại hình nhiều. Chủ yếu là em về tính cách nhiều hơn. Mà người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á, thì đó là chị Mỹ Tâm. Vì em rất là khâm phục cái tâm làm nghề của chị. Và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là hay. Em hát được nổi giống Mỹ Tâm không em? Có biết hát không? Mi chưa có, Mi chưa có. Alo, alo lại đi. Alo, alo. Rồi, rồi em hát được giống Mỹ Tâm không? Không. Không hả? Dạ. Rồi em biết hát không? Em hát không hay nhưng mà em hát, em hay hát. Vậy em hát mọi người đừng có cười là được. À vậy hả? Vậy dạ, chúc em hát cho anh nghe thử nha. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và cháu của em. Chào em Linh, chào, chào chị Hồng Vân. Em là chị ruột của Trinh. Dạ, nói về Trinh thì sống rất là tình cảm và đặc biệt là rất là có hiếu với ba mẹ. Em cũng mong qua chương trình này hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, nếu được thì tiến xa hơn nữa, đó là điều mong mỏi của em và gia đình. Chị thấy bạn này sao?
Nhìn qua lần đầu thì mình không thể nào nhận xét được, nhưng mà nhìn thấy tính cách em nói chuyện thì cũng hiền. Mong là thời gian em tìm hiểu rồi thì biết cho nhau cơ hội đúng không? Dạ, nếu chị chỉ có bấm đúng không? Thì chị thì chị thấy em nói chuyện được đó, để coi hai em cho nhau cơ hội và tìm hiểu nhau đi. Dạ, chứ nhìn qua thì mình không đánh giá được người. Rồi, cảm ơn chị. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh hai của em với lại một bạn đồng nghiệp cũ ạ. Và cũng là cái bạn đó động viên em đăng ký chương trình. Là anh hai ruột luôn đúng dạ, không? Dạ, hai ruột. Đó, cứ nhìn ảnh là ra bạn này. Xin chào anh Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào quý khán giả và gia đình em gái. Em là anh trai, anh cả của Phương Sinh. Sinh là em út trong gia đình. Chương trình hôm nay cho hai em gặp nhau làm cái duyên. Sinh thì sống rất là đầm tính, không bao giờ gia trưởng, rất là thương yêu và chăm sóc mọi người. Nên anh thấy em gái bên này thì cũng rất là xinh, đầm tính. Thì anh cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi, xin hẹn. Rồi, cảm ơn anh hai. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Sinh. Chào em. Bên kia là Trinh, bên đây là Sinh đó. Hôm nay anh tới đây anh có món quà anh tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Bây giờ mở từng hộp một luôn đi cưng. Rồi, dạ. Đó. Đây có món quà đây thì nó cũng có liên quan tới cái công việc của anh. Dạ. Làm đây là cái sản phẩm omega 3 là dầu cá. Dạ. Thì nó chỉ là thực phẩm chức năng thôi, nó không phải là thuốc. Dạ. Nó chỉ hỗ trợ trong một số trường hợp như em bị căng thẳng nè. Em giảm có tác dụng là giảm mỡ máu. Dạ. Và đặc biệt nữa là ở phụ nữ thì nó rất là tốt cho da nha. Dạ. Thì liều dùng quá và những cái hướng dẫn thì nếu như anh sẽ hướng dẫn cho em sau. Dạ. Bệnh nghề nghiệp quá ha. Rồi. Dạ. Còn quà của bạn gái em mở ra đi. Em tặng anh cuốn sách, tại vì em rất là thích Quà Tặng Cuộc Sống. Em cảm thấy mỗi một mẫu chuyện ở trong đây nó sẽ mang đến mình một thông điệp, và một thông điệp nó sẽ có ích cho mình hơn. Em hy vọng là anh sẽ kiên nhẫn đọc hết cuốn sách. Anh cũng rất là thích đọc sách. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi, còn quà của em gái là gì vậy? Cuốn sách. Dạ, em tặng cuốn sách. Cuốn sách gì đó, đọc coi tựa gì. Dạ, sách là Chia Sẻ Tâm Hồn Quà Tặng Cuộc Sống ạ. Tốt, đọc cái đó tốt lắm em. Dạ. Rồi, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Dạ. Nãy em nói em tặng bạn đó bài hát đó. Em tặng bạn trai bài hát đi. Dạ, em hát không có hay, mong mọi người đừng có cười. Em xin ca bài Cô Bạn Học. Dạ. Em bảo anh nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho, nhưng nói chứ không nhường ngôi đâu nhé, vì vua thường hay chọn lắm cung phi. Rồi một hôm em ghé đến thăm anh, sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình, anh nói dối thưa đây cô bạn học, đã lâu rồi cô mới vừa gặp nhau. Anh trai sao? Dạ, em thấy bạn hát cũng hay ạ. Em có tặng bạn không? Tặng dạ, hát dạ tặng có. Bạn không? Thôi, hôm nay em đến với chương trình thì em xin gửi anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ với lại tất cả quý khán giả một bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là Lối Nhỏ Vào Đời ạ. Rồi, dạ. Em cứ tiến tới gần hát, giao lưu với bạn gái kìa. Anh sẽ là dòng sông, đêm là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi phu. Đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Rồi. Phần giao lưu văn nghệ đã xong, hai bạn nói chuyện với nhau đi. Cảm xúc thế nào sau mấy chục năm mới gặp mặt đó?
chào em. Dạ. Em có điều gì muốn hỏi anh tâm sự? Em hỏi anh là anh có quan điểm như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh nghĩ thì nếu như hôn nhân á thì quan trọng nhất á là cái sự chia sẻ và cái sự tha thứ với nhau. Vì chẳng hạn như bởi vì trong lễ kết hôn á, tại sao bình thường hai vợ chồng á, nếu mà tiến tới hôn nhân á, tại sao phải đeo nhẫn? Thì nó thứ nhất là nó thể hiện được là về của hai người này là của nhau rồi, và cái chữ nhẫn nó cũng một phần đó là cái sự nhẫn nhịn trong cuộc sống. Anh nghĩ nếu như mà mình biết chia sẻ và mình nhẫn nhịn, mình bao dung thì có thể là mình sẽ bền lâu hơn. Dạ. Thì ví dụ như anh quan điểm như thế nào về cuộc sống gia đình? Cuộc sống gia đình đó, nó cái công việc gia đình và nói chung và cái cuộc sống của hai người nói riêng. Nếu như mà cuộc sống về gia đình mà đối với của anh hoặc của em đi, nếu như mình về với nhau á thì mình cũng không có thể nào là mình phân chia ở ông làm việc này, bà làm việc kia. Thì cũng có thể là hôm đó anh đi làm việc trước chẳng hạn, thì cũng có thể là anh nấu ăn được, anh nấu cho em. Còn ví dụ em có thể rửa chén hoặc là em mệt thì anh cũng thể rửa được. Yeah. Rồi mình hẹn hò sao? Anh nghĩ là từ Biên Hòa thì đi qua Tân Uyên thì cũng gần, anh chỉ đi qua Cầu Mới là tới Bình Dương rồi. Thì cũng có thể là nếu như em không có bận việc gì thì một tuần cũng có thể là mình gặp nhau được 2 đến 3 lần. Cái công việc của anh thường là nguyên tuần luôn hay sao anh? Công việc của anh thì một tháng thì mình sẽ được nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật. Còn nếu mà thời gian đi làm thì anh sẽ đa số là làm về hành chánh. Còn nếu như công việc mà nó nhiều thì phải đi ca. Rồi anh có gia trưởng không? Không. Cái đó là anh không có gia trưởng. Anh có khó tính không? Khó tính hả? Nói chung mình cái việc nào mà mình làm á thì anh nghĩ là mình nên tập trung để mình làm, mình hoàn thành. Chứ còn mình nếu mà mình khó chịu này kia thì cái người ở chung với mình thứ nhất mình cũng khó chịu và cái bạn kia bạn cũng không có vừa lòng nữa. Mình nghĩ là cái nào mình dung hòa được thì càng tốt hơn. Anh có biết hút thuốc không? Không, anh không hút thuốc. Nhưng mà có thỉnh thoảng đi đám tiệc thì cũng có thể là uống được vài lon. Rồi, sau này nếu mà lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, con cái sao mình trao đổi với nhau đi. Dạ. Xin. Dạ, em nghĩ đó nếu như mà về tiền bạc thì để cho bạn nữ giữ thì vẫn hay hơn. Dạ. Bởi vì em cũng không có chuyên về giữ tiền nhiều. Còn con cái thì anh nghĩ là nếu như mình đến được với nhau á thì nên có là 1 đến 2 bé là vừa để mình có thể chăm sóc và giáo dục con thôi. Vậy hiện giờ anh đang sống với ba mẹ hay sao? Hiện tại bố mẹ thì vẫn ở dưới quê, còn anh ở Biên Hòa thì anh đi làm. Anh cũng chưa có nhà nhưng mà có đất, cũng có thể là mình nếu mình tới hôn nhân thì mình có thể mình về mình chung xây với nhau. Dạ. Giả sử bây giờ chúng ta lấy nhau thì xin sẽ lo điều gì cho Trinh? Dạ, thứ nhất nếu mà công việc của em á có thể là làm bên đó thì nó ổn định á, thì với lại bên chỗ anh mà chạy qua đó cũng gần, thì nếu thứ nhất mình thuận lợi thì anh cũng thể qua bên kia ở, hoặc là em cũng có thể về Biên Hòa ở cũng được. Dạ. Rồi thí dụ như mình quen nhau, mình anh định là khoảng bao lâu mình sẽ tiến đến hôn nhân? Anh nghĩ cái độ tuổi của mình á thì cũng không phải là lớn mà cũng không phải là trẻ, thì nếu như mình tìm hiểu và mình có thể là chấp nhận được những cái ưu khuyết điểm của nhau thì cũng có thể là cuối năm hoặc là sang qua Tết một tí là mình có thể là tiến tới hôn nhân. Còn em thì em nghĩ như thế nào? Em cũng nghĩ như vậy, cũng thể là quen ít nhất là khoảng 1 năm, tại vì mình còn thời gian rất là dài để mình tìm hiểu một người, tại vì mình sống với nhau suốt đời mà, đâu phải là một sớm một chiều. Xin hỏi đi, có làm dâu gì không? Dạ đúng rồi, em cũng tính hỏi mà. Hỏi đi. Dạ ví dụ như mình lấy nhau về vậy rồi có làm dâu không anh? Nếu như mà về với nhà bố mẹ thì mình sẽ ở chung với bố mẹ. Còn ở Biên Hòa thì nếu mà ở đây thì chắc là anh nghĩ là cũng chỉ có hai vợ chồng ở thôi, nếu như mình đến hôn nhân. Ví dụ như em thích cái cuộc sống ở trên đây thì sao? Em thích cái cuộc sống và làm việc ở trên đây thì sao? Thì anh cũng có xu hướng là anh lập nghiệp trên đây hơn. Bởi vì công việc em vẫn thuận lợi. Bây giờ còn một câu nào đó mình nói tận đáy lòng của mình về suy nghĩ về người đối diện. Sau đó tôi tiến hành bấm nút. Hãy tiến đến và đứng gần Trinh và nói cái gì đó. Suy nghĩ thế nào nói như thế. Mỗi người một câu. Hãy nắm tay Trinh
Nói đi. Suy nghĩ gì, tin như thế nào? Anh thì anh có đọc một bài thơ trên mạng, đó là bài giảng của thầy Pháp Hòa. Thì thầy có giảng một cái bài thơ như vậy: có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Thì anh nghĩ và hôm nay là cái ngày, và cả một buổi chiều nữa anh và em tìm được nhau, thì anh nghĩ mình có thể là mình đi nắm tay với nhau, mình tìm hiểu và đi đến tới già luôn. Này là mới sáng tác hả cưng? Hay quá. Này là mới nghĩ ra hả hay sao? Hay là ủ mưu là lâu rồi để gặp là nói thôi? Dạ, tại bình thường thì em cũng có hay nghe mấy bài của thầy giảng đó. Em thấy nó cũng hay và nó cũng phù hợp với mình nữa. Đúng rồi, đúng buổi chiều luôn. Dạ đúng. Vậy em cũng có hai câu em muốn hỏi anh. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Đó là điều đương nhiên, anh rất là muốn về nhà với em. Dạ. Nếu anh không muốn thì anh sẽ không tới đây. Dạ. Rồi, quá, bây rồi. Giờ về chỗ được nào rồi, về chỗ. Về vị trí đi. Dạ. Hai bạn này hiền nha. Có vẻ hai bạn rất là hiền. Rất là hợp nhau đấy. Bây giờ mình đã nói chuyện rồi, chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là một người để mình hướng tới hôn nhân hay không. Đây có phải là một người để mình tìm hiểu, để ghép hai mảnh yêu thương lại với nhau hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngại ngùng bấm luôn cái nút ở phía sau các bạn. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để cái nút đó cho nhiều người khác nữa. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bên tay trái, Trinh, Duy. Đúng rồi, đúng rồi, đây đây. Xin. Đúng rồi, cứ sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bên đây nhá, không lên. Ấy, chàng trai này tuy là hiền nhưng mà rất là quyết liệt. Khi mà đếm tới 1, 2 là bấm rất là mạnh luôn. Bấm gần như là dùng hết cái lực mình để bấm cái nút đó. Cho thấy được là trái tim của anh ấy đang gọi là đập rất là mạnh. Đúng không Sinh? Dạ. Bây giờ bên đây ta cũng quyết liệt tại cái nút kỳ quá. Rồi. Cái nút bấm cạch cạch bấm hoài không được. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay Trinh đi nào. Và hứa với chị, với gia đình và xin phép mọi người cho trong gia đình cho tụi em được hẹn hò với nhau bắt đầu từ ngày hôm nay. Dạ. Hôm nay thì em có gặp với Trinh thì cũng mong đại diện bên gia đình tạo cơ hội và điều kiện để cho hai đứa em tìm hiểu và nếu được thì có thể là tiến tới hôn nhân. Dạ, em cảm ơn. Rồi, xin phép hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, anh xin phép là cho trao bạn nụ hôn ạ, trên ngay sân khấu luôn ạ. Anh chưa. Dạ. Rất đẹp, rất tốt đấy. Cố gắng lên nha, chăm sóc mối tình này để cho nó phát triển và chúng ta sẽ đến điều xa hơn là thông báo chúng tôi là chúng em đã đăng ký kết hôn. Yeah. Chúng tôi chờ điều đó thôi và hy vọng rằng mối tình này sẽ là keo sơn gắn bó nha. Yeah. Hãy nắm tay nhau, đừng bao giờ buông tay ra.